Sau khi nhà ăn đang thăng cấp lên level 2 thì đã có thể sử dụng được nguyên liệu để sản xuất ra đồ ăn đóng hộp của căn cứ. Đồ hộp ở đây ngon hơn đồ ăn ở thế giới bên ngoài. Ăn chắc bụng, Lý Vũ Hiên đã trở thành đầu bếp của căn cứ. Ban đêm, Kelly đang dùng máy tính để hack vào hệ thống của Trịnh Thiên Hùng. Trịnh Thiên Hùng chiếm lấy phòng nghiên cứu của mình rốt cuộc là vì gì vậy? Lẽ nào anh ta cũng đang tìm thứ đó sao? Mình nhớ là đã cho Lưu Phong tạo quan hệ với đội rồi, giết mấy con cương thi đó chỉ như thái rau thôi, có gì khó đâu chứ, vùng đao vài cái là giải quyết được rồi. He he he, quá khen rồi, lợi hại quá, chúng ta lấy nước thay cho rượu mời Hồng Y kiếm huynh một ly. Ngon quá, chú Phúc, đồ hộp này, hình như ăn ở đâu rồi nhỉ, ta hận, Lưu Phong à, lúc vào trong thành phố rồi thì đừng bán số đồ hộp này quá nhiều, không thì dễ gặp chuyện lắm đó, hừm, sao chú Phúc lại nói vậy, có cậu thì phải giữ, hơn nữa nghe nói cậu rất mạnh, sau khi lộ mặt rất có khả năng sẽ bị ngắm tới. Tôi thấy cậu có thể hợp tác với quân đội, ôm một chân của căn cứ thành Bắc, bọn họ có thể bảo đảm an toàn cho cậu, ông chú này đúng là không đơn giản. Đám lính các anh không uống lại được tôi đâu, cậu uống một ly là say rồi, ồ, chúng ta ăn tiếp đi, cô giáo có biết không, trước đây tôi học tốt nhất là môn toán, học thế nào cũng không giỏi luôn, ồ, vậy sao, vậy thì tốt rồi, để cô đưa em đi xem cái này đẹp cực, đẹp á, cô giáo à, hình như đây không phải lều của tôi thấy cậu chả hiểu gì hết nhỉ, ây da, cô giáo à, like cộng xe cộng đăng ký kênh IAMQ nhé. Cô định làm gì vậy? Im miệng, để cô bổ túc cho em nhé. Tiểu Lưu cũng ghét cô sao? Cô đừng như vậy mà, cô vừa đói vừa mệt biết bao nhiêu ngày rồi, còn suýt nữa bị cương thi giết chết, em không những cứu cô mà còn cho cô ăn, cô chỉ là muốn báo đáp em một chút thôi mà hu hu hu. Nhưng bây giờ em lại chê cô, quả nhiên mình không thể nhìn phụ nữ khóc được, xin lỗi cô giáo, cô đừng khóc nữa. Được rồi, cô muốn báo đáp tôi thế nào cũng được, đây là cậu nói đấy nhé, chúng tôi cũng muốn báo đáp ơn cứu mạng của cậu, vậy để chúng tôi bổ túc cho cậu một đêm này vậy. Ba cô à, để cô dạy phụ đạo sau giờ học cho em nhé. Tiêu rồi, cảm giác này giống như quay về phòng học lúc gần tối hồi còn nhỏ, ba cô giáo đã dạy phụ đạo đặc biệt sau giờ học cho mình. Về kêu trong những ngày hè nóng nực, phương trình logic của môn toán, chia động từ trong tiếng Anh hay những lần đọc thơ cổ trong môn ngữ văn, tất cả đều hằn sâu trong ký ức thời niên thiếu của mình. Đã đọc thuộc bài thơ này chưa hả? Chú ý nhìn lên bảng, câu này làm sai rồi. Cô à, đừng động vài tai em mà. A, thỉnh thoảng có hơi kiệt sức, bài thi 60 điểm lần này không hợp lệ, như này sao có thể trở thành học sinh ba tốt được chứ, lại tiếp tục học hành. Nhưng tuổi trẻ chính là sức mạnh lớn nhất của tôi, lợi hại quá, 100 điểm, tiếng Anh, 100 điểm. Toán, cũng 100 điểm, học tập đúng là vui vẻ, các cô đã vất vả rồi, cuối cùng mình cũng đã thành công, mọi người phải chăm chỉ học hành đó, không thì sẽ bị giống như trong truyện tranh đó. Like cộng xe cộng đăng ký kênh IAMQ nhé. Ở một bên khác, Long Hiên lại thử xem vận mệnh của mình, xem ra ông trời vẫn chưa muốn mình chết rồi. Người học đệ này của mình còn có thể thu phục được nhiều cao thủ như vậy, đúng là khó hiểu, người này không phải người đàn ông ở trên xe hôm nay à. Tên Vương Trần đã bị cương thi cắn, trở nên biến dị, tìm tới Lưu Phong báo thù, biến mất rồi, tốc độ nhanh quá. Phòng tác chiến đã thăng cấp lên level 2 có thể sản xuất ra chiến phục có cấp cao hơn, Lý Hinh một lần nữa lại có được bộ chiến phục đặc trùng. Một tiếng sau, tất cả mọi người tập hợp, ngủ muộn ra sẽ xấu lắm đấy. Tiểu Lưu à, mặc dù tôi rất thích cậu nhưng cũng đừng gọi tôi dậy vào giữa đêm như này chứ. Các người bị điên à, nửa đêm mà dậy cái gì, lúc này nhận được tin, trong số chúng ta đã có người bị nhiễm. Vương Trần ra đây, gì chứ, anh ta bị nhiễm rồi à, đùa à, đừng tưởng muốn làm gì thì làm đấy nhé. Các người là vì chuyện cá nhân à, không được cử động, nếu cử động thì sẽ bắn. Lưu huynh à, mặc dù tôi tin cậu nhưng hy vọng cậu có thể đưa ra chứng cứ, không thì chúng ta phải ra tòa đấy, Sở huynh yên tâm. Vương Trần đó nhất định có vấn đề, nếu như không phải tôi để mắt đến anh ta thì lúc nãy có lẽ anh ta đã ra tay với Kelly rồi. Đợi đã, nhất định có hiểu lầm, im miệng, cô vẫn còn muốn bao che cho hắn à. Lưu Phong mặc kệ đi, mau giết Vương Trần đi. À, Vương Trần, ha ha, giết tao à, tại sao lại giết tao, like cộng xe cộng đăng ký kênh IAMQ nhé. Ha ha, có bản lĩnh thì đến giết tao đi, mày hoàn toàn không dám giết tao, để xem một kẻ giết người như mày thì sống tiếp thế nào đây. Anh nhầm rồi, ở ngày tận thế, tôi muốn giết ai thì sẽ giết luôn người ấy. Tát Nhật Lang, nhỏ này không nhớ lúc ban ngày tên Vương Trần đẩy nhỏ ra cho đám cương thì à, tên giết người chết tiết kia, sao lúc đó tôi lại để mắt đến anh chứ, vậy cô hãy tự nếm mùi quả báo của mình đi. Ngu thì chết chứ làm sao mà sống được, tạm biệt, a cứu mạng, bắn, quá khứ của ta. Lúc này khí thế không tồi, cô nghĩ tôi làm vậy là vì muốn tạo tiếng tăm cho mình sao? Không, không ai có thể uy hiếp được đến người của tôi. Kelly nhìn theo bóng lưng của Lưu Phong. Trong túi cậu là cái gì vậy? Túi, quần lót của cô Toán, cô ấy nhét vào túi mình từ lúc nào vậy? Pha này toang nữa rồi à, Lưu Phong, hóa ra người của tôi mà cậu nói là bọn họ à? Hai, bọn họ sao lại ở bên cạnh nhau được, đúng là thú vị. Ngày hôm sau, đoàn đội tiếp tục trên đường tiến tới thành Bắc, like cộng xe cộng đăng ký kênh IAMQ nhé. Bọn họ vẫn chưa đồng ý gia nhập căn cứ của mình, cũng đúng, một bên là căn cứ thành Bắc, một bên là căn cứ có tương lai mù mịt, là người thì ai mà chả chọn cái chân lớn đó. Chúng tôi muốn đến căn cứ để xây trường dạy học, có cơ hội thì tìm các cô chơi nhé. À chú Phúc, hóa ra cậu ở đây, anh ơi, bé, chú Phúc hình như biết cũng không ít nhỉ, chú làm gì vậy, ha ha ha, tôi sao? Tôi là thành viên nghiên cứu kế hoạch rừng rậm của chính phủ, chuyên nghiên cứu về mức độ ảnh hưởng của gen androgen lên lớp biểu bì của đại não, cao cấp, nhóc con, dám phá ta à, tiếp chiêu thái dương huyệt công của ta đây,
còn không phải là dự án kích thích mọc tóc sao? Ông nói nghe đẳng cấp như thế làm gì? Hả, mọc tóc? Ồ, cậu xem kìa, sắp tới rồi à, đây là căn cứ Thành Bắc đang xây dựng, khu tị nạn Thành Bắc, không đúng, bây giờ nên gọi là căn cứ Thành Bắc.